Hey, chào bạn, mình Hiền Trân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mà cái khách khắc phục một cái điện trở mà khi mình mới mua về á, thì nó sẽ mình khi mình đo nó không có ôm á nha. Cái này là cái lỗi của một khách ở tỉnh mình gửi hàng đi nhưng mà khách đã trả về. Khách trả về. Thì đây, đây là cái cây điện trở cánh tản nhiệt. Các bạn thấy nè. Điện trở cánh tản nhiệt nè. Cái này thì rất là quen thuộc với mọi người rồi ha. Khi mình đã kiểm tra, khi nhà xưởng đã kiểm tra rồi và xuất đi thì khách mới nhận được cái điện trở này và đo là nó đây, các bạn thấy nè, nó không có số ôm nè nha. Không có số ôm nè, đây nè. Cái này á, nếu mà theo đánh giá của mình á, hay là tất cả các anh em dân điện á, thì cái này gọi là cái điện trở nó bị điện đã bị đứt rồi, nó bị đứt rồi, đã bị hư rồi ha. Nó vì nó không có ôm mà, cái này nó bị ngán mạch rồi đó. Thì đây là cũng một cái hiện tượng của những cái điện trở khi nó sẽ không có ôm. Các bạn, mình cũng đã mang về và mình mới nhận được của khách luôn này, mang về. Và cái đầu tiên thì các bạn cứ bắt đầu điện vào đây, bắt đầu điện vào. Cái cây này cũng bị vậy nha đó, cây này cũng bị y chang như vậy nha. Bắt đầu điện vào thì các bạn cho điện 220 vào đây nha. Đây, điện 220V bắt vào nha, bắt kỹ nha, bắt chặt nha. Rồi các bạn cắm điện. Các bạn cắm điện. Rồi các bạn cắm điện nha. Ok, đây. Thì mình sẽ để qua cái dây đo là A này. Ampere này nha. Rồi, cắm điện, để mình cắm điện nha. Rồi, các bạn thấy gì không? Thấy không? Có ampere nè. Không? Đó, có ampere nè. Wow, điện trở rất là nóng nha. Bắt đầu nóng nè, có nhiệt bình thường nha. Để mình để cho nó có nhiệt xíu đi, cho nó đỏ cái điện trở lên cho các bạn thấy nha. Đó, từ cái mà nó không có ôm nha, không có ôm thì mình sẽ cắm điện vào. Đó, các bạn thấy khói nó bốc lên không? Thấy khói bốc không? Khói bốc lên nè. Không thấy à? Đây này, đó, quay sát vô là thấy khói bốc lên nè. Đó, thấy giờ, thấy khói bốc lên không? Đó, đó là cái dầu nó cháy á. Ok. Điện trở bình thường nha. Rồi, mình tiến ra thứ hai này. Rồi, mình rút điện nha. Rồi, cái này bình thường nha. Đó. Cái này điện trở cánh tản nhiệt cho cái lò ăn mì nha. Bạn nào có nhu cầu về điện trở lò ăn mì á thì liên hệ với mình nha. Mình chuyên cung cấp và sản xuất cái điện trở lò ăn mì. Đây, cái cây này mình thử thử nha. Để sau này mà khách hàng mà có lỡ gặp cái trường hợp này á thì cũng tự xử lý được. Vì khi mà sản xuất ra thì nhà cung cấp đã kiểm tra rồi. Đã kiểm tra rồi mới xuất hàng đi, mà hiếm khi mà trường hợp mà đứt đứt luôn lắm nha. Cũng có nhưng mà vấn đề đó chúng tôi sẽ không để thiếu sót như vậy, nó sẽ rất mất thời gian của hai bên, như là vận chuyển rồi mình phải đủ thứ hết nha, và khách cũng không có để xài nữa. Thì là anh mì là nó hư bất chử mà. Đây, cái cây nãy mình đo là nó không có ôm đây, mà nhớ siết chặt nha, chỗ này mà nó bung là nguy hiểm lắm. Rồi, ok, cái này cũng vậy nha. Cái này là mình gửi khách đi tỉnh á nên là khách không biết, mình đã có nói với khách là kích điện vào để khỏi phải gửi lên, nhưng mà thôi các bạn, khách gửi lên sẵn mình làm luôn cái video này cho các bạn coi luôn. Đây, từ từ nha. Điện nên mình phải cẩn thận. Rất là nguy hiểm. Đây, 1,2 này. 1,2 thì nó sẽ tương đương với lại 1 kg thì nó sẽ tương đương với 4,5 A với điện áp 220V nha. Thì 1,2 thì nó khoảng 5 A mấy á. Rồi, ok.
Mình đã đấu xong nha. Rồi các bạn coi thử nha. Mình tắt điện nha. Đó. Các bạn thấy không? Không. 6 ampe này. Đúng không? Đó là điện trở bình thường nha. Các bạn coi này, chuẩn bị. Rất là nóng nha. Rồi mình đốt lên thử một khoảng thử cho cái điện trở nó đỏ lên thử nó như thế nào nha. Đó. Cái này là điện trở xài bình thường nha. Đó. Đó là cái cách mà các bạn để khắc phục khi mà cái điện trở nó lỡ mà nó có bằng các bạn đo nó không có lên ôm thì đừng có nghĩ là nó đứt, thì có thể mình các bạn kích điện nó sẽ là bình thường và xài bình thường nha. Rồi, như cái cây nãy mình đây mình tháo ra nè. Đó, bạn thấy khói lên không? Khói lên nghi ngút nè. Đó, thấy nè. Khói lên nè, không? Nhìn kỹ nha, đó. Cái đây là cái lớp dầu của cái cánh nha, lớp dầu của cái cánh nè. Lớp dầu của cánh nó bị nè, không? Nó cháy lên nè. Đó. Là cái cách mà mình cũng hướng dẫn sẵn đây mình hướng dẫn cho khách khách coi luôn nha. Rồi, ok, giờ mọi thứ là bình thường. Đây là điện trở cánh tản nhiệt, cái cây nãy nè. Cái nãy mình đốt nè. Ngon. Bây giờ mình đo ôm luôn. Để qua giờ đo ôm nha. Đo ôm nha. Rồi, ok. Rồi, và đo ôm nè. Rồi, nó 39 ôm nè. Nó có ôm lại bình thường rồi nè nha. Rồi, cái điện trở này bắt đầu đỏ lên nè. Rồi, các bạn thấy nha. Đó. Đó, đó là những cái mà mình hướng dẫn cho bạn khắc phục tạm thời nha. Và có thể là xử lý được cái tình huống ngay thời điểm đó. Đây, đây là cái điện trở cánh tản nhiệt bên mình cung cấp nha. Điện trở này là 221 kg 2. Cái đầu chừa này nè, nó có đầu chừa chuyên cho cái lò bánh mì nha. Hay là gọi là điện trở cánh tản nhiệt điện trở lò bánh mì nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn thấy hay thì nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Và rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.